Chào các bác, hôm nay bên em mới về cái mẫu HP Pavilion X360 màn hình 14 inch. Em sẽ bóc hộp cái chiếc máy này ra để giới thiệu cho tất cả mọi người. Thì cái máy này cấu hình cơ bản của nó là i3 thế hệ thứ 11, RAM 8GB, SSD 128GB, máy có thể quay gập 360 độ. Đấy, và màn hình thì có cảm ứng. Màn hình 14 inch có cảm ứng. Đây mới 100% nguyên siêu, bên em về số lượng thì chỉ được 20 chiếc, không có nhiều. Là bác nào mà muốn đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng. Ê, bóc 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 làm gì đấy? Chiếc máy này thì khá là đẹp. Vợ mày có tiền đền chưa mà biết quăng ghế thế. Mẫu máy này thì được bảo hành bên em là 24 tháng. Đây là mẫu máy mới nhất của HP năm 2021. Trong máy thì bao gồm có sách hướng dẫn này. Đấy, anh mở ra một vào quay gặp cho em thôi, không cần phải mở máy luôn đâu. Đấy, thiết kế đại khái là rất mỏng nhẹ. Đó, loa biển đâu này, bảo hành chính hãng này. Đấy, xoay gập. Con này thì nếu như mà bác nào mà mua cái Dell 7405 mà nó cao tiền quá thì có thể chọn cái mẫu này. Đó, đẹp. Anh em có thể cầm như một quyển sách như thế này được. Đấy. Nói chung là khá là đẹp. Anh mở lại cho em. Đây, bên cạnh phải của máy thì cổng sạc này, HDMI, USB và cổng Type-C và khe thẻ nhớ. Bên cạnh thì là một USB và một tai nghe ốc tản nhiệt. Con này thì nó chỉ có một khe tản nhiệt này thôi. Đây, anh em mở ngược lại. Nói chung là rất là tiện, bản lề thì cứng cáp. Màn thì cảm ứng tổng thể đây. Hơi tiếc một tí là con máy này thì chưa có đèn bàn phím, như cái đấy thì nó không quan trọng lắm vì nó là phân khúc tầm trung. Đi kèm sẵn thì có Windows 10 bản quyền, Office 365. Pin của máy này thì theo như nhà sản xuất công bố thì là dao động vào 6 đến 8 tiếng dùng sử dụng liên tục. Tổng thể của máy này. Link đặt hàng của máy thì em để ở phía bên dưới phần bình luận. Bác nào muốn đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với bên em hoặc là đặt qua link đặt hàng em ghi ở bên dưới video. Cảm ơn các bác đã xem video của mình.